Em chào bác nhé. Em lại gặp các bác trong video này các bạn. Thì bữa nay thì em đang ở bên vườn rồi các bác ơi. Đang ở bên vườn các bác. Thì anh em nhân công thì họ vẫn đang phát cỏ, vẫn làm việc ở bên nhà cho em. Còn em thì lang thang, đi quay video, trò chuyện, chia sẻ và trò chuyện cùng các bác nhé. Thì giờ thì em đang đứng ở một cái vườn cà phê Thiện Trường. Thiện Trường các bạn. Thiện Trường của nhà ông anh gần nhà, hàng xóm. Thì hôm nay em quay một cái video là về cà phê Thiện Trường này. Thì giống Thiện Trường thì em không nói đến nữa rồi, tại vì nói đến rất là nhiều, các bác chia sẻ đặc tính và ưu điểm và nhược điểm của nó rất là nhiều, đúng không các bác? Thì hôm nay sẽ không nói về cái ưu điểm và nhược điểm của thằng cà phê Thiện Trường này nữa, mà quay là để chia sẻ cái vườn của ông anh. Thì vườn của ông anh này thì ông hôm nay sang thì tưởng ông anh làm trong vườn nhưng không làm trong vườn. Thì tại vì cứ tưởng là hôm nay ông vào làm ấy, vào thì quay trò chuyện, quay vườn của ông anh, trò chuyện với ông anh nữa và hỏi ông anh cụ thể là trực tiếp luôn là xem chăm sóc như nào cái vườn này và để cái vườn cải thiện trứng này. Thế nhưng mà không có ông anh đây thì giờ thì em sang vườn rồi, thì em cũng đi quay vườn của ông anh một chút và chia sẻ với các bác. Thì cái vườn này thì cũng ở gần nhà em nên cũng biết được là ông anh mỗi lần bón phân như nào thì em cũng biết, và bón ra làm sao cũng biết, và nói chuyện cũng biết thôi. Thì em cũng quay và chia sẻ với các bác. Thì cái video hôm nay quay về Thiện Trường này thì em muốn để là gửi gắm tới các bác một cái như thế này này, là đây là cùng với cái chất đất của nhà em các bác nhá, cùng với chất đất và cùng với khu vực thổ nhưỡng ở khu vực của em đây này. Thì em sẽ quay cà phê Thiện Trường để cho các bác nhìn thấy xem là nó sự khác biệt, nó sự chênh lệch rõ nhiều hơn so với thằng cà phê xanh nùn không anh nhá. Tại vì xin đang đứng ở vườn nhà ông anh này thì em nhìn như mắt em nhìn các bạn, thì cái thằng Thiện Trường này thì nó lên cây rất là tốt, to. Thế nhưng mà trái thì tỷ lệ đậu trái kém đó các bác. Và nói chung tỷ lệ trái kém, nhìn cây to lắm nhưng mà trái thì ít. Thế nên tại sao một năm mà cái vườn này của ông anh thu vẫn thua của em là vì vậy. Thì giờ em quay em chia sẻ các bác là các bác nhìn thực tế xem nó như thế nào nhé. Và em vừa quay chia sẻ với các thực tế cái hình ảnh của cái vườn này, và vừa nói là cái mức chăm sóc của ông anh này là như thế nào, thì để các bác có sự so sánh các bác nhé. Để em mời các bác. Dạ đây các bác, đây là cái vườn cà Thiện Trường này các bác. Thì đây là em đi vòng vòng ở dưới này trước một chút cho các bác, thì quay chia sẻ với các bác nó như thế này. Đây các bác nhìn thấy cây rất là tốt và cao đúng không? Thế nhưng mà trái thì nó ít, nó không nhiều. Cái vườn này thì nó thì các bác là anh này anh để cao quá luôn, cao khủng khiếp quá. Thế này thì đây là cà thả ngọn, nhưng thả kiểu này thả đúng kiểu ngày xưa mà truyền thống như dễ bảo lộc các bác hay thả đây này. Nó cao lùn ngụt thế này luôn này. Nên thành ra là khi mình làm ấy, mình ấy thì rất là khó hái và khó làm các bác nhá. Đây là cao lắm các bác này. Cây này hình như cao chắc phải 4m, 5m đấy các bạn, cao lắm. Cao khủng khiếp luôn. Mà tỷ lệ trái thấp lắm. Và nuôi chồi dự trữ thì này các bác này, nuôi thì nó không được ok lắm các bạn. Đây nhìn nó bóng này. Để này, nhìn nó bóng, để chồi cành rất là nhiều các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng quả thì nó thưa lắm. Tại vì thực ra là bác là mức chăm sóc của ông anh này thì cũng chỉ là như của em và nhích hơn được em một chút. Nhưng mà mang lại hiệu quả thì lại không bằng cái vườn của em. Đây các bạn, đây, em quay thì các bạn nhìn thấy đâu, nó ngả nghiêng tùm lum và cây nó tỉ lệ trái ở trên chùm nó thưa này các bạn đấy. Các bạn nhìn thấy không? Thiện Trường mà đóng chùm này là quá thưa này, rất là thưa luôn quá. Đây như cái chỗ này thì các bạn tơ này cũng thưa này, nó rực rạc này, nhìn nó lều khều lắm. Đấy các bạn nhìn kìa. Nhìn ở bên ngoài ấy, nhìn xuống thì nó tốt lắm, nhưng khi vào ấy, thì tỷ lệ trái của nó thưa, nó kém, rất là kém đúng không ạ? Như cây này anh ấy để 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân, 6 thân nhưng mà để quá cao đan vào nhau. Như cây bên cạnh thì nó các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân, nhưng mà đan vào thường thường cứ 6, 7 thân, 8 thân thế này thì nó bác là tỷ lệ nó rậm quá, rộng quá và cao quá. Thế này thì mình không kiểm soát được, bón phân nhiều thì cũng không khó lại được cái vườn này, tại vì bón phân nhiều quá thì cũng khó lại lên này. Cà này nó tỷ lệ trái đậu trái thấp quá các bạn ạ. Thì em chia sẻ các bác là cái vườn này ông anh bón là cũng một năm là 4 lần phân, cả mùa khô tưới là bón nữa, và mỗi lần cũng 5-6 lạng, và một lần phân cút các bạn, hoặc có là 5 thì anh bón phân gà. Thế nhưng mà mức đầu tư thì nó khoảng vào hơn 40 triệu một chút.
bốn vào bốn bốn ba bốn năm triệu đấy, vào 4-5 triệu một chút. Tưới tắm thì cũng như em thôi chứ không khác gì. Thế nhưng mà tỷ lệ đậu trái này thì em thấy là thua xa cái thằng cà xanh nùn của em đấy các bạn. Tại vì cái vườn thiện trường của em bên kia thì em cũng có thiện trường rồi, thì em cũng thấy nó thua rồi. Nhưng mà em muốn quay thực tế một cái vườn này, đây là toàn bộ nó đều là thiện trường, thì để chia sẻ với các bác thì nó sẽ cụ thể hơn. Tại vì nó đông đặc là thiện trường luôn, thì mà cũng là thả ngọn, thì để chia sẻ với các bác thì các bác sẽ nhìn được cái sự so sánh nó như thế nào. Thì đây, nếu như vườn thiện trường này mà các bác nào vào thì cứ nhìn cũng rất là chán luôn này. Thực ra nó về giống thiện trường thì không phải là nó giống không tốt các bác nhá. Nhưng cái sai là cái là khi mình làm tới bước đầu tiên mình đã sai rồi. Tại vì khi để như này đấy bác, nó rậm rạp quá thì cái thằng thiện trường nó sẽ không đậu trái được. Đây này các bạn này, nó không đậu trái được. Đây như cây này, đây là cái chồi tơ đấy bác nhá, mà nó còn loạc choạc này này, nó không đậu trái được. Đậu trái rất là kém. Chất đất thì giống đất của nhà em các bác nhá. Đây cái đất trắng. Đất trắng này các bạn này. Vẫn là đất trắng. Chứ nó không phải là đất gì lạ lắm cả. Đây, để em quay xem nhìn cái chỗ nào thoang thoáng xem nó có đậu trái không các bác nhá. Thì cái thằng thị trường này em thấy ở cái khu vực đất này của em nó không hợp. Đây như cái chỗ này tơ thì các bác này. Thì đây nó cũng đậu trái, đậu chù một chút nhưng mà nó cũng không ghê gớm lắm. Đây các bác, đây nó cũng đậu. Đây chỗ này nó thoáng này, cây tí tơ này. Đây và chỗ này thoáng này, như cái cành này, cùn này nó thoáng này các bác này. Nó sẽ đậu như thế này này, đó, nó đậu này. Đây là nó thoáng nó sẽ đậu như thế các bác nhá. Còn nó rậm thì nó sẽ không đậu. Và để anh chủ để cao quá. Quá thế này thì rất là khó làm. Khó hái. Tại vì cao này mà lại trái thưa này thì cái ngọn cây nó cứ thẳng tưng lên đi các bác, nó đâu có cong đâu. Nên thành ra là đây là cứ không cong, khi hái là vất lắm. Đây này các bạn này. Hái vất nữa, rất là vất. Nên là mình làm là mình phải kiểm soát và mình phải kiểm soát nó các bạn thì nó mới mang lại hiệu quả cho mình được. Chứ không thì với cái mô hình nào thì nếu mà mình làm mà mình không có thể kiểm soát nó và không thể có cái sự căn bản ấy, thì nó cũng sẽ đều không mang lại hiệu quả các bác nhá. Đây các bạn, lên cái đường be thoáng này các bạn nhìn thấy cây cà là cao mức nào, là cao kinh khủng luôn này các bạn này. Đây còn em đứng đây em quay thì các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Đấy, nhìn tốt luôn, rậm rịp luôn. Nó sẽ nhìn từ trên xuống nó không hở tí đất nào luôn. Nhìn rất là đẹp. Thế nhưng đi vào thì hiệu quả của cái vườn này thì cũng không cao, bón thì mức bón hơn em đấy. Như hiệu quả đây, lượng trái thì không thua ạ, lượng trái thì không thua đâu. Đây các bạn, thì cùng với chất đất, cùng với thổ nhưỡng và mức chăm sóc còn hơn của em một chút, nên tỷ lệ đậu trái và dư trái thì nó bác kém hẳn so với của em. Đây các bạn, đây cành cứ để thì nó nói chung thả ngọn, đây là thả không có kiểm soát đây các bạn này. Đây này nó như thế này này các bạn này. Đây là thả không kiểm soát đây các bạn nhá. Thả không có kiểm soát thì nó sẽ như thế này. Thì rất là mệt mỏi cho mình luôn. Nói chung là làm nó cũng không hiệu quả đâu. Nên là khi mình làm cái mô hình thả ngọn thì mình phải thả ngọn nó có kiểm soát, chứ mình đừng có thả bừa các bạn nhá. Thì vì em nó cũng rút ra kinh nghiệm từ những cái mô hình thả bừa này này. Thì em mới tìm ra cách làm cho mình là thả có kiểm soát. Ở đây các bác, chỗ này thì nó được thông thoáng chút này các bạn. Đây cái chùm thiện trường nó sẽ đậu như thế này. Nhưng mà đậu này thì cũng không ăn thua đâu, không thua so với của em đâu. Của em là nhìn nó như vậy nhưng nó đậu đều đó. Nói chung của em đậu đều, đậu dài hẳn thì không nói, nhưng đậu đều. Đậu đều chùm. Đây ông anh này thì thả bừa thôi, thả kiểu thả lung tung đấy. Nó không có sự kiểm soát nào, nên thành ra là cái nhìn cái cây nó thất thường và nhìn nó không có bài bản hệ thống đâu cả. Nhìn nản lắm. Đấy, nhìn thì rất là tốt đúng không bác? Nhưng mà nhìn trái thì không còn thua đâu. Em quay nó cũng chia sẻ các bác. Thì nhiều bác thì cứ hỏi em là thiện trường ở kia, thì tại sao là nhiều lúc em cứ hay quay về thằng xanh nùn. Tại vì không phải vườn em thì có nhiều giống lắm, em cũng thử nghiệm rất nhiều. Nhưng mà em thấy ở cái khu vực em đây thì nó lại hợp thổ nhưỡng, nó hợp với thằng xanh nùn. Còn thằng thiện trường, thằng lá xoài thì nó cũng không hợp cho lắm.
nên so với thằng đấy thì nó không hợp cho lắm, không phải là không hợp, nhưng nó so với thằng xanh nùn thì nó lại không được hợp cho thằng xanh nùn, mà thằng xanh nùn nó đạt đủ cái yêu cầu để cho em làm theo với cái mô hình của em các bác nhá. Thì em thấy nó hiệu quả thì em qua em chia sẻ với các bác là như vậy. Đấy các bác, em dẫn các bác đi một vòng nữa thì để quay chia sẻ với các bác là cái vườn của ông anh nó như vậy và mức chăm sóc nó như vậy các bác nhá. Và cái cách làm đây là thả đò, thả kiểu thả bừa luôn á, chứ nó không có kiểm soát, thì cái vườn của nó sẽ như thế và hiệu quả mang lại thì nó cũng không được cao. Nói chung là nhìn thì tốt thôi nhưng mà để thu về lợi nhuận thì thấp các bạn, chứ không nhiều. Thế em nghĩ thì cũng do là nếu mà để mức cành như thế này này mà để cho thành lượng trái nó thấp này thì em nghĩ là cũng do là chế độ bỏ phân, tại vì khi mình để thân nhiều này và để tốt cao này thì mình bỏ phân là phải nhiều thêm vào nữa thì mới đủ lực để nuôi trái và giữ trái ở cái thằng cải thiện trường, chứ em nghĩ cũng không hoàn toàn là do chất đất đâu. Tại vì cái thằng thiện trường này mà để thân nhiều này mà mình không kiểm soát nó thì nó lượng trái nó sẽ phải rụng đi và nó mang bệnh đi, thì để cho nó tương xứng giữ lại với cái lượng phân mình bỏ thôi. Thì nếu em nghĩ cái vườn nào mà chẳng như mình chăm sóc khoảng 60-70 triệu một ha, khoảng 60 triệu một ha này thì có khi nó sẽ giữ được trái và đậu trái nhiều hơn thì nó sẽ tốt hơn. Như đằng này thì mình đầu tư như này thì em nghĩ là nó không tương xứng với cái cây cà của mình, thì thành ra nó sẽ không giữ được trái và làm cho nó thưa rạch cho rạc này các bác nhá, và nó bị rụng trái nhiều nên thành ra tỷ lệ trái ở trên cây nó còn ít nữa. Thì em nghĩ là nó là như vậy thôi, còn cũng không biết là nó thực tế như thế nào. Thì tại vì nói thật các bác rồi, thì bây giờ nhà mình muốn nuôi độ 2 đứa con mà cho ăn nấu độ 2 chén gạo thì 2 đứa nó ăn no. Thế nhưng bây giờ nuôi thì 6 đứa mà nấu 2 chén gạo thì nó đói, thì đói thì nó không phát triển khỏe được. Thì em nghĩ là cái cà nó cũng như vậy thôi, chứ nó cũng chả khác gì cả. Thì em nghĩ là cái lý do nó là như vậy. Thì nếu ví dụ như mà mình biết khả năng của mình là chăm sóc nó không được nhiều đi, là mình chăm sóc khoảng 40 triệu thì mình giảm bớt là cái thân ngọn để lại, mình thay vì mình nuôi 7-8 thân thì mình nuôi chỉ độ 3 thân thôi, 4 thân thôi, thì nó sẽ là làm cho vườn của mình nó đồng đều và nó duy trì được sự ổn định. Chứ còn nếu như thế này thì nhiều khi cái năm nào vô tình nó được mùa là sung ấy, thì nó được mùa rất là nhiều, thế nhưng sau thì nó lại rất thảm hại kiểu như thế này thì nó rất là chán. Thế nên nhiều bác bảo em là làm trả thả ngọn là năm được năm mất, nó là vì vậy đấy, tại vì mình không kiểm soát thì nó sẽ như vậy. Thế còn mình kiểm soát nó thì nó cứ ăn đều đều thôi, chứ làm sao được mất được hả các bác? Nó không thể là được mất được. Được mất không là do mình kiểm soát nó thôi, mình không kiểm soát thì nó sẽ mất thất thường, còn mình kiểm soát nó thì cũng tốt thôi chứ có gì đâu, vẫn tốt vi vu, vẫn ăn đều như của em ấy thôi, cái cà vẫn ổn định, cái cà đều đều, chả có gì cả. Thôi thì cái vườn đây là em quay vườn cà thiện trường các bác nhá, em quay em chia sẻ và nói chuyện với các bác như vậy. Giờ thì em cũng xin kết thúc video này và em đi năng thang sang các bác hàng xóm bên kia nữa, thì xem cái vườn cà của bác là bác ấy ghép là tổng hợp thiện trường, xanh nùn và lá xoài, rồi ten một nữa trong một vườn là 2 mẫu mà nhìn từ xa cũng rất là tốt. Và vào thực tế không biết sao thì em qua đó chơi nữa. Thì hôm nay là nói chung thời gian này thì em cũng nói chung không phải là rảnh với công việc mà em rảnh với bản thân em, tại vì công việc thì để cho nhân công làm hết, còn em rảnh thì em sẽ chịu khó đi quay và review những cái vườn đó để chia sẻ với các bác, để các bác lấy tài liệu các bác tham khảo nhé. Giờ thì em xin phép kết thúc video này, em chào các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều.